giao tiếp thông minh, bí quyết thành công trong công việc. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người dường như dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp trong khi những người khác lại gặp khó khăn? Bí mật không phải lúc nào cũng nằm ở việc sở hữu kỹ năng chuyên môn sắc bén nhất hay ý tưởng sáng tạo nhất. Thông thường, sự khác biệt nằm ở khả năng giao tiếp hiệu quả của họ. Hãy tưởng tượng điều này, hai ứng viên có trình độ ngang nhau ứng tuyển vào cùng một vị trí. Một người ấp úng trong buổi phỏng vấn, không thể diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của mình, trong khi người kia tự tin truyền tải niềm đam mê và tầm nhìn của họ. Bạn nghĩ ai sẽ nhận được công việc? Cách chúng ta giao tiếp sẽ định hình nhận thức, xây dựng mối quan hệ và cuối cùng quyết định ảnh hưởng của chúng ta tại nơi làm việc. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 nguyên tắc giao tiếp quan trọng có thể khai mở tiềm năng nghề nghiệp và đưa bạn đến thành công. Trong một thế giới tràn ngập thông tin, lắng nghe thực sự đã trở thành một kỹ năng quý giá và hiếm có. Lắng nghe tích cực không chỉ đơn thuần là nghe những từ ngữ được nói ra, mà còn là việc bạn tham gia vào cuộc trò chuyện với người nói, hiểu được quan điểm của họ và khiến họ cảm thấy được lắng nghe. Khi bạn chủ động lắng nghe ai đó, bạn tạo ra một không gian tin tưởng và tôn trọng. Bạn thể hiện rằng suy nghĩ và cảm xúc của họ rất quan trọng đối với bạn. Điều này, đến lượt nó, thúc đẩy các mối quan hệ bền chặt hơn và mở ra các đường giao tiếp. Hãy nghĩ về một khoảnh khắc khi ai đó thực sự lắng nghe bạn mà không ngắt lời hay phán xét. Bạn đã cảm thấy như thế nào? Được coi trọng, được thấu hiểu. Đó chính là sức mạnh của việc lắng nghe tích cực. Để trở thành người biết lắng nghe hơn, hãy tập trung vào những yếu tố chính sau. Chú ý, không chỉ đến những từ ngữ được nói ra, mà còn đến cả giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể của người nói. Đặt câu hỏi để làm rõ, để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ thông điệp của họ. Tránh ngắt lời, ngay cả khi bạn có điều muốn nói. Và quan trọng nhất, hãy lắng nghe với mục đích để hiểu, không chỉ để trả lời. Lắng nghe tích cực là một kỹ năng cần phải luyện tập, nhưng phần thưởng bạn nhận được rất xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra. Khi bạn trở thành người biết lắng nghe hơn, bạn sẽ trở thành người giao tiếp tốt hơn, đồng nghiệp tốt hơn và nhà lãnh đạo tốt hơn. Chúng ta giao tiếp không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng ngôn ngữ cơ thể, nét mặt và giọng điệu. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những tín hiệu phi ngôn ngữ có thể có sức nặng hơn cả lời nói, đặc biệt là khi truyền tải cảm xúc và xây dựng mối quan hệ. Hãy tưởng tượng bạn đang thuyết trình. Bạn biết rõ tài liệu của mình từ trong ra ngoài, nhưng giọng nói của bạn đều đều. Bạn tránh giao tiếp bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể của bạn như muốn nói, tôi muốn ở bất kỳ đâu trừ đây. Bạn nghĩ khán giả sẽ tiếp nhận thông điệp của bạn như thế nào? Bây giờ, hãy tưởng tượng cùng bài thuyết trình đó được trình bày một cách tự tin. Bạn đứng thẳng, giao tiếp bằng mắt với khán giả và giọng nói của bạn tràn đầy nhiệt huyết. Ngay cả khi nội dung vẫn giữ nguyên, giao tiếp phi ngôn ngữ của bạn sẽ tạo ra tất cả sự khác biệt trong việc thu hút và truyền cảm hứng cho người nghe. Hãy chú ý đến dáng đứng của bạn, đứng thẳng và giữ tư thế cởi mở, dễ tiếp cận. Giao tiếp bằng mắt, kết nối với người nghe bằng mắt, thể hiện sự chân thành và tự tin. Sử dụng những cử chỉ tay, những cử chỉ tự nhiên và có mục đích có thể thêm sự nhấn mạnh và năng lượng cho thông điệp của bạn. Lưu ý đến giọng điệu của bạn, thay đổi cao độ và tốc độ để giữ chân khán giả. Nắm vững nghệ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ sẽ khuếch đại thông điệp của bạn, xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn và khiến bạn trở thành người giao tiếp thuyết phục và hấp dẫn hơn. Tiếp theo, rõ ràng, ngắn gọn. Trong thế giới bận rộn ngày nay, thời gian là vàng bạc. Khi bạn giao tiếp, hãy đi thẳng vào vấn đề và tránh những thuật ngữ chuyên ngành hoặc kỹ thuật không cần thiết mà khán giả của bạn có thể không hiểu. Hãy nghĩ theo cách này, thông điệp của bạn giống như một gói hàng quý giá mà bạn cần phải gửi đi. Ngôn ngữ rườm rà và những chi tiết không cần thiết giống như những lớp giấy gói thừa thãi che khuất giá trị thực sự bên trong. Để giao tiếp rõ ràng và ngắn gọn, hãy bắt đầu bằng cách hiểu rõ khán giả của bạn và những gì họ cần biết. Sau đó, cấu trúc thông điệp của bạn một cách logic, sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản mà mọi người đều có thể hiểu được. Sử dụng hình ảnh như biểu đồ hoặc sơ đồ để minh họa thông tin phức tạp và làm cho nó dễ tiêu hóa hơn. Và đừng ngại yêu cầu phản hồi để đảm bảo thông điệp của bạn đã được tiếp nhận đúng như ý muốn. Hãy nhớ rằng, sự rõ ràng tạo nên sự hiểu, và sự hiểu biết là điều cần thiết cho giao tiếp hiệu quả. Đồng cảm là khả năng hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác. Đó là việc đặt mình vào vị trí của họ và nhìn thế giới từ góc nhìn của họ. Trong giao tiếp, đồng cảm là điều cần thiết để xây dựng lòng tin, giải quyết xung đột và thúc đẩy các kết nối thực sự. Khi bạn giao tiếp với sự đồng cảm, bạn thừa nhận cảm xúc của người khác và thể hiện rằng bạn quan tâm đến quan điểm của họ, ngay cả khi bạn không nhất thiết phải đồng ý với điều đó. Điều này tạo ra một không gian an toàn cho đối thoại cởi mở và trung thực. Để trở thành người giao tiếp đồng cảm hơn, hãy thực hành lắng nghe tích cực, chú ý đến cảm xúc của người nói cũng như lời nói của họ. đặt câu hỏi để làm rõ, để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ cảm xúc của họ. Sử dụng các cụm từ thể hiện sự đồng cảm với cảm xúc của họ, chẳng hạn như nghe có vẻ khó chịu hoặc tôi hiểu tại sao bạn lại buồn. Hãy nhớ rằng, đồng cảm không phải là đồng ý với ai đó, mà là hiểu và thừa nhận cảm xúc của họ. Bằng cách kết hợp sự đồng cảm và phong cách giao tiếp của mình, bạn sẽ xây dựng được các mối quan hệ bền chặt hơn, điều hướng các cuộc trò chuyện đầy thử thách một cách khéo léo và tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ hơn. Khả năng thích nghi. Giao tiếp hiệu quả không phải là cách tiếp cận một cỗ vua cho tất cả. Cách bạn giao tiếp với sếp sẽ khác với cách bạn giao tiếp với đồng nghiệp hoặc khách hàng. Khả năng thích ứng trong giao tiếp có nghĩa là có thể điều chỉnh phong cách của bạn dựa trên đối tượng, ngũ cảnh và kết quả mong muốn của sự tương tác. Khi giao tiếp với cấp trên, hãy duy trì giọng điệu tôn trọng và chuyên nghiệp, tập trung vào sự rõ ràng và ngắn gọn. Với đồng nghiệp, bạn có thể thoải mái hơn nhưng luôn luôn tôn trọng và lưu ý đến lời nói của mình. Khi giao tiếp với khách hàng, hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ và hiểu nhu cầu của họ. Chú ý đến phong cách giao tiếp của họ và phản chiếu lại để tạo cảm giác kết nối. Bằng cách linh hoạt trong phong cách giao tiếp của mình, bạn sẽ có thể điều hướng các tương tác đa dạng tại nơi làm việc một cách dễ dàng và xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn với mọi người xung quanh. Kết nối đế thành công. Trong video này, chúng ta đã cùng khám phá 5 nguyên tắc giao tiếp thiết yếu có thể khai mở tiềm năng nghề nghiệp của bạn: lắng nghe tích cực, giao tiếp phi ngôn ngữ, rõ ràng và ngắn gọn, đồng cảm và khả năng thích ứng. Bằng cách nắm vững những kỹ năng này, bạn sẽ có được nền tảng vững chắc để xây dựng các mối quan hệ bền chặt hơn, điều hướng các cuộc trò chuyện đầy thử thách một cách khéo léo và đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp của mình. Bây giờ, tôi rất muốn nghe ý kiến từ bạn. Đâu là một số mẹo giao tiếp hữu ích của bạn trong môi trường công sở? Hãy chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Và nếu bạn sẵn sàng đi sâu hơn vào nghệ thuật giao tiếp, hãy nhớ xem video tiếp theo của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ khám phá sức mạnh của việc kể chuyện tại nơi làm việc. Hẹn gặp lại các bạn, hãy giữ cho các kênh giao tiếp luôn mở và kết nối nhé!